Xin chào tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục dẫn quý vị chúng ta sẽ đến thăm những công trình do Mắt Hôn chúng tôi trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Ngày hôm nay thì Nhật An đang có mặt tại Tân An, Long An để ghé thăm công trình nhà ở gia đình của chủ đầu tư là anh Nguyễn Hoàng Hận, là một khách hàng của Mắt Hôn. Và Nhật An đứng cạnh cái biển bảng của công trình của nhà anh Hận quý vị ha. Chúng ta có thể thấy là đây là một công trình mái Nhật 2 tầng với thiết kế tân cổ điển khá là bắt mắt. Vẻ ngoài công trình này qua ảnh vẽ 3D thì quý vị cũng cảm nhận được ha, là một ngôi nhà gần như là 90% nó là gam màu trắng, một cái gam màu nó toát lên cái vẻ đẹp trường tồn theo thời gian. Bên cạnh đó thì một số phong cách tân cổ điển có thể thấy, ví dụ là cái phần lan can nè, hoặc là những cái kiến trúc vòm của căn nhà. Đặc biệt nhất đó chính là quý vị sẽ thấy có cái dàn hoa được trang trí đặt ở trên tầng 2 căn nhà nữa. Đó chính là về ảnh vẽ 3D của căn nhà rất là đẹp này. Vậy thì hiện tại thì công trình nhà anh Hận đang được thi công đến giai đoạn nào? Hãy cùng theo chân Nhật An ngay sau đây. Và Nhật An đang có mặt tại khuôn viên ở bên trong của công trình của nhà anh Hận. Quý vị có thể thấy là đây là công trình rất là đồ sộ ha. Đây là công trình chính của chúng ta, còn khoảng sân rất là rộng ở đây thì sau này sẽ là cái khuôn viên chính của ngôi nhà. Và chắc chắn là sau này khi mà công trình nhà đã hoàn thiện rồi thì cái khoảng sân này gia chủ cũng sẽ đầu tư. Ví dụ là hiện tại thì quý vị có thể thấy là những cái phần tường bao xung quanh thì cũng đang được trong quá trình xây dựng rồi đó. Còn sắp tới có thể làm những cái tiểu sảnh hoặc là sẽ trồng cây hoặc là nhiều cái gọi là tiết mục khác ở ngay cái khu vực sân này nhé. Với căn nhà này sẽ có kích thước đó chính là chiều dài là 15,6m, chiều rộng là 8,5m và từ đó anh tính được diện tích sử dụng của cả căn nhà là 240m². Về chiều cao thì từ cót song không lên đến đỉnh mái là 10,2m, còn từ sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,9m, sàn tầng 2 đến sàn mái là 3,6m. Đây đều là những cái thông số rất là chuẩn quý vị ha. Và chúng ta có thể thấy là căn nhà này thì hiện tại thì chúng tôi đã xây cái phần thô là em nghĩ là cũng đã tầm hơn là 70-80% rồi. Quý vị có thể thấy là tất cả những cái phần tường bao xung quanh là đã xong hết rồi nhé. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ lợp mái nè, rồi chúng ta sẽ bắt đầu có thể là tiến hành những cái quy trình khác, ví dụ là chúng ta bắt đầu có thể sơn ngôi nhà. Và ngoài ra thì làm thêm những cái phần ví dụ là cổng, cửa hoặc là những cái chi tiết đắp nổi trên những chiếc cột chẳng hạn. Ở đây thì chúng tôi sẽ có hai cái chiếc cột rất là to, quý vị có thể thấy là sau này sẽ là ngay khu vực sảnh chính của căn nhà ha. Với nhà của Mắt Hôn thì quý vị hoàn toàn yên tâm, lúc nào khu vực sảnh chính nó cũng sẽ là khu vực rất là đẹp và ấn tượng. Chắc chắn là tất cả quý vị khi mà đến thăm mà căn nhà của anh Hận sau khi đã hoàn thiện thì chắc chắn đều sẽ phải trầm trồ về điều này. Thì bây giờ thì có lẽ là cũng không đợi gì nữa hơn, An sẽ dẫn quý vị tiến vào bên trong để xem là cách phân chia không gian của nhà anh Hận nhé. Và khu vực đầu tiên mà Nhật An vừa bước chân vào sau này sẽ là khu vực rất là đẹp của căn nhà, đó chính là khu vực phòng khách với diện tích là 29m². Và với khu vực phòng khách rất là rộng như thế này thì chắc chắn sau này khi mà chúng ta đặt thêm những cái bộ ghế gỗ ha, hoặc là ghế sofa, rồi đặt thêm bàn trà, rồi kệ tivi nữa thì chắc chắn là khu vực sẽ rất là ấn tượng. Ở đây chúng tôi sẽ lấy ánh sáng nhờ vào cái ô cửa sổ rất là to này quý vị ha, để mở ra một bên của căn nhà này. Và cái ô cửa chính ngay từ phía trước cũng rất là cần thiết. Bên cạnh đó đó chính là một cái lối cửa phụ ở bên này, không thể nào bỏ qua luôn, bởi vì những cái lối cửa này là những đặc trưng của nhà Mắt Hôn lúc nào cũng sẽ có, để mà chúng ta sẽ có thể có thêm một cái lối tiếp cận vào bên trong căn nhà. Và ở phía bên ngoài nếu bạn không lầm thì hình như là gia đình của anh Hận hồi nãy đầu tư thêm, ta có thể làm cái dàn hoa hoặc là có thể đó là một cái nơi để chúng ta đổ xe chẳng hạn. Thì cái điều này sẽ tùy thuộc vào mục đích của từng gia chủ khác nhau. Tiến ra phía bên này một chút xíu thì đây sẽ là khu vực phòng ngủ đầu tiên của căn nhà với diện tích là 17,4m². Khu vực phòng ngủ này thì chúng tôi cũng sẽ có hai cái ô cửa rất là to hai bên này quý vị ha. Hai ô cửa sổ, bên đây là ô cửa rất là lớn, có thể là 3-4 cánh. Bên đây thì An nghĩ là tầm khoảng 1 cánh thôi, để mà chúng ta sẽ lấy ánh sáng vào bên trong. Và về thiết kế phòng ngủ thì quý vị lưu ý giúp An, đó chính là sau này chúng ta phải cân nhắc cái vị trí đặt giường. Cái đầu giường chúng ta không nên đặt ngay kê sát với khu vực cửa sổ, có thể gây cảm lạnh cho gia đình và cũng không tốt về mặt phong thủy nhé. Tiến ra phía sau một chút xíu thì đây sẽ là khu vực cũng rất là cần thiết, gọi là nuôi dưỡng gia đình chúng ta cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đó chính là phòng bếp và khu vực nấu ăn. Thì ở đây một bên chúng tôi sẽ có diện tích 18m², một bên sẽ là 16,7m² ha. Với khu vực phòng bếp ăn thì như quý vị có thể thấy là chúng tôi cũng sẽ có nhiều cái vị trí nè, sau này có thể đặt cái kệ tủ bếp ở đây, rồi có những cái ô cửa sổ rất là to nữa. Khu vực này đang thấy quá là thoải mái rồi.
sau này mà đặt bàn ăn rồi cả gia đình quây quần bên nhau là cực kỳ là tiện dụng luôn. Và với khu vực bếp thì chúng ta phải lưu ý giúp An, đó chính là chúng ta phải cân nhắc cái vị trí đặt bếp nấu. Cái vị trí đặt bếp nấu thì không nên đặt nó treo leo ở giữa căn phòng, đương nhiên rồi, hoặc là chúng ta đặt nó quá gần với vị trí bồn rửa chẳng hạn, bởi vì bồn rửa tượng trưng cho thủy, bếp nấu tượng trưng cho hỏa. Thủy và hỏa mà nó khác nhau mà đặt quá gần nhau thì cũng không nên. Cho nên là những cái lưu ý này thì quý vị có thể tham khảo với chuyên gia phong thủy của Mắc Hôn, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị nhé. Phía sau này thì chúng tôi sẽ có một khu vực, đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung của tầng 1 của nhà anh Thần. Và sau này chắc chắn sẽ được thiết kế âm xuống một chút xíu và ốp gạch chống trơn. Cuối cùng đó chính là một cái lối cửa rất cần thiết, đó chính là lối cửa hậu mở ra cái phía bên này. Lối cửa hậu này sẽ giúp cho căn nhà có thêm một cái lối thông thoáng. Vậy là tổng cộng là nhà của anh Thần từ giờ là có đến 3 lối tiếp cận đúng không nào? Một lối từ cửa chính đi vào, một lối từ mặt bên đi qua và một lối cửa hậu ở đây, sẽ giúp cho căn nhà thật sự là luôn luôn mát mẻ nhé. Đó chính là về tầng 1 của nhà anh Thần. Bây giờ hãy cùng theo chân An tiến lên tầng 2. Và khu vực mà em đang đứng đây, đây sẽ là tầng 2 của căn nhà của anh Hận ha. Và đây sẽ là khu vực phòng thờ với diện tích là 18,5m². Và với khu vực phòng thờ này chúng ta sẽ có những cái ô cửa, ví dụ là ô cửa đó để mở ra cái ban công nhỏ ở bên cạnh. Và đặc biệt đó chính là có lối ban công rất là to ở đây. Thì đây là cái điều mà em nghĩ là rất là cần thiết luôn đó quý vị ơi. Bởi vì phòng thờ thì chúng ta biết là sẽ có nhang khói nhiều, cho nên chúng ta phải luôn tính toán như thế nào để thật sự là thông thoáng. Ở đây thì sau này chắc chắn ở đây chúng ta sẽ làm cái giàn hoa giống như trong ảnh vẽ 3D rồi. Thì nó sẽ là một cái khu vực ban công rất là lý tưởng, bởi vì ở bên trên giàn hoa chắc chắn sẽ có lớp máy kính để mà che nắng che mưa. Và chúng ta có thể ở đây gia đình ta có thể đặt một cái xích đu, một cái ghế lười, hoặc là chúng ta trồng cây kiểng như thế nào đó. Em thấy đây là cái diện tích ban công rất là rộng luôn, cho nên là vô cùng thoải mái để mà chúng ta bố trí công năng nhé. Tiến qua bên này một chút xíu đi, thì đây sẽ là khu vực phòng ngủ tiếp theo của căn nhà với diện tích là 17,4m². Với phòng ngủ này thì nó cũng thiết kế khá tương đồng phòng ngủ bên dưới ha, và cũng có nhiều ô cửa sổ để lấy ánh sáng nè. Và chắc chắn này sau này căn phòng ngủ chúng tôi cũng sẽ thiết kế trần hoặc là phần gạch ở bên dưới, thì cũng sẽ tùy theo sở thích của từng cá nhân của gia đình. Tiến ra phía sau của căn nhà thì một cái khu vực rất là rộng bên này nè quý vị, thì chúng tôi sẽ bố trí đây chính là khu vực phòng sinh hoạt chung với diện tích là 18m². Và khu vực phòng sinh hoạt chung này thì cũng sẽ có một cái ô cửa để chúng ta lấy ánh sáng. Nhiều quý vị thắc mắc là tại sao phòng sinh hoạt chung và phòng thờ lại liên thông như vậy, thì chúng tôi sẽ có nhiều cách để có thể xử lý. Ví dụ chúng ta có thể đặt một cái vách CNC để ngăn giữa hai khu vực này với nhau, hoặc là chúng ta có thể xem cái vách tường cũng được, hoặc là chúng ta sẽ có thể làm những cái vách trang trí khác tùy theo sở thích của từng gia đình. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta cũng sẽ có cách để mà chúng ta phân biệt cả hai cái khu vực này rất là rõ ràng nhé. Và một phòng ngủ cuối của căn nhà đó chính là khu vực phòng ngủ này với diện tích là 16,7m². Và với khu vực phòng ngủ này thì nó cũng tương đồng phòng ngủ bên dưới ha. Và quý vị thấy cũng có cái ô cửa sổ nè. Và sau này thì chắc chắn rồi, phòng ngủ sẽ được sơn phết dựa theo sở thích của từng gia đình. Và liên quan đến phòng ngủ thì như An chia sẻ đó, giường ngủ chúng ta phải quan tâm, đó chính là quý vị cũng không nên đặt giường mà đối diện trực tiếp với cửa chính nha. Điều đó nó cũng không nên cho gia đình của mình. Và cuối cùng thì đó chính là khu vực này. Khu vực rất là rộng luôn. Thì đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung để cả gia đình sử dụng. Còn lại bên đây sẽ là khu vực sân ướt. Ở đây thì quý vị thấy là chúng tôi sẽ có một cái gọi là cái ban công cũng được, để mà chúng ta đứng đây hóng mát và sẽ nhìn được cái view đồng lúa, quang cảnh cây cối xung quanh, quá là đẹp đúng không nào. Nhật An vừa dẫn tất cả quý vị chúng ta đến thăm một vòng căn nhà của anh Hận ở Long An. Một công trình mà thật sự An đang rất là háo hức đợi nó ngày hoàn thiện để có thể dẫn tất cả quý vị đến thăm. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì đừng ngại liên hệ ngay với Mắc Hôn với những số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên hãy nhấn like, subscribe, chuẩn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.